cuối cùng. Giọng ca vàng trong sáng đi vào, dắt sang một bên hết đi nào. Làng quê phường tầng này là tầng thường, ở đây mới là thiên đường. Chân đi dép đã quên tai, bước cái nón thành hai. Bước đi trong đất nước ai cũng biết anh là ai. Cao 1m52, fresh như xuân mai. Bước đi trong đất nước thì just on the vibe now. Mấy đứa nhìn vào mình và mấy đứa thì tập thập thò. Mấy đứa giả bảo lại sập sinh. Mấy đứa đừng làm trò. Trâu lắm cho anh busy ngồi trên con Lamborghini. Chân đi dép đi vào ba bởi vì là phê nó mấy chết. Còn nghe máy đâu thôi đừng co bởi vì bọn anh đang đi thì bọn anh nhà quê làm vì nghệ thuật và cả VND. Không phải bất cần như ông Phúc Dích Lô. Đốt tóc kiểu ung dù mà bọn anh vẫn ngầu. Sau ba cuộc thi thì người anh như xúc xích khô. Đổi lại là nói chung chung thì đội anh đang dẫn đầu. Nên hôm nay như club kia, yeah, đấy là tin thật. Bọn anh đốt tóc như mấy thanh niên trong phim Nhật. Chạy đến trước bố